lên Tây Bắc giang nghìn thế hỏi thăm đền Chúa Nguyệt nơi nào ngã từ phố kép mà tiền tòa xa, xoay trong lầu đẹp lạp xa.
đầu hồi buồn là về tim mình muốn ca trên sân trang tối linh hành hoa dạo trời khắp nơi chỉ cho anh lính lô chào mừng lòng đẹp đẽ
Chúa cho chư phúc khả linh nghi thái hòa, cho tâm đại được linh phú quý, lộc lộc trường tồn cho bách lão dài niên. Chúng đó diêm la thiên linh, chúng đó diêm la tấu vi thủy phù, vua cha động địch một dòng là chư thủy cung. Văn sứ dâng lên thương lành, văn sứ dâng lên ông vì tấu đô huy chép biên cho tường phi cho vì từ trường sinh.
chuyện. Ê, tâu thỉnh vương quan, tâu thỉnh vương quan, đệ tử con tiến bản văn nô đà dâng sự tích đệ tam thái tử
đền thờ an tạm tiên kiều vàng lòng môn hộ phục gió vàng. Thân gia ơi, hồi cung lâm liệt tung hoành nguy gia, phan luôn tuần lâm liệt tung hoành. Chuyện văn các quan tả văn hiếu phò lương văn đạo đàn quân thủy quân độ tôi mà thiên binh vạn mã hằng hà theo ra lệnh chuyển thiên đội bạn cưng văn sơ dâng lên thưởng lại văn sơ dâng lên trình quan để ngũ ngài chép biến rõ ràng thế cho đệ tử bình an.
chân đình tam một tòa sai đình lệnh quan truyền nghiêm chỉnh ta quân. Chân cửa bể. Quân anh ta ngày nay được lệnh chứng đàn lễ quân tiên, đền đầm tiếng thừa mộ. Các quan nghe lệnh, thả những văn võ thiên thoại địa phủ, dày bề lịch sử vốn đặt đây từ cổ truyền bảo phen xuất nhập trang đài đào quê về xuống mưa vầy xuống ca
xuân trăng. Trần Tông lấp liệt tung hoành oai tráng sinh, ngàn năm con để dấu liệt thần cơ, các cửa sông đâu đó đều phục thờ Ninh Giang thiết lập chính từ tuần trăng. Cải cải âm thanh nhiều nơi lịch sử vốn đặt bấy từ thương.
khai quang long nhan thập cờ sĩ quang minh chứng đàn duyên ngã tít tăng công giảng thiên phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Thỉnh bóng hoàng về hôm nay, thỉnh bóng hoàng về đêm ngày nhang thời đăng nhang phục thờ trong kinh có chữ nam mô. Hoàng mời sơ
vua ta mậu các cô vi nương mời mà mời rước quan hoàng người rơi các cô xứng lời rước quan hoàng người rơi. Tuần chúng dâng lên tạm bồ đề các cô dâng dâng vào là mời đức hoàng mời rơi á rơi đức hoàng mời rơi. Mà gương đã cay
chín tháng con canh. Tương kiện hoang này là người tình nàng nghĩa dạy, dù xa xôi đi chăng bảy hoang cục vô giá để cớ mãi mãi đẹp hào.
tao trầu lễ quan hòa để đồng ngày đêm nhang khói vàng lưng khắp nơi. Tôi tu anh linh đồn xa vang khắp mọi đời. Ai mong thật hòa thì đi vào nghe an cung kinh. Tháng năm an lành tất thành vạn sự hòa bằng. Sự hành thông tiếc vui ông về trực tâm cho đông đội ơi thanh thanh hoàng như đèn trời rực soi đôi lòng đàn tràng hôm nay. Con xích điểu dương hoa mây về chất thủ đất nghệ an.